Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 7390 nha, bản 13.3 inch Full HD IPS đó mọi người, và đặc biệt là cái bản RAM 32GB. 7390 mà RAM 32GB rất là hiếm gặp luôn mọi người, bởi vì là nó có một thanh 32GB thôi nên là cực kỳ là hiếm luôn. Người có thể là hạ xuống hay còn nâng lên thì mình nghĩ 32GB là quá mắc option rồi. B562 là mã mình đặt cho máy, giá thì cực kỳ rẻ thôi, như thế nào thì từ từ mình sẽ quay rõ ràng và mình báo giá nha. Trên cái phần vỏ là mình thấy là khá là sạch sẽ nè, không có bị trầy xước hay là cấn móp gì hết trơn á. Có cái chỗ này xước lông mèo rất là nhẹ tơ lắm mọi người, trên cái lớp nhung á, đây nè, tí tì tia sờ cũng không có cộm tay. Đây là cái tem của Dell, nếu mà nhìn cơ bản á thì nó cũng tương đối sạch đẹp. Nhìn nghiêng thì nó có hằng cái dấu sticker rất là nhẹ thôi mọi người, không có bị đậm nên rất là nhẹ luôn, hơi nhẹ nhẹ. Sticker là trước đây người ta dán cái gì ở trên cái vỏ máy, sau này người ta lột ra nó hơi hằng đó mọi người. Đây nè, nhìn như thế này thì tương đối sạch sẽ. Bây giờ mình quay các cái viền nha. Cái viền này cái nẹp nhôm nó hơi mòn cái sơn thôi, không hề cộm nha, nó rất là mịn luôn mọi người. Nó hơi mòn cái sơn thôi ha. Cái cạnh thì nhiều khi mở xuống thì cái cạnh này nó nằm xuống dưới đáy thì nó sẽ mòn cái màu sơn. Rồi, các ngõ kết nối sạc nè, ngõ Type-C, HDMI, USB, máy khá là sạch sẽ. À, viền nhôm nè mọi người. Bên này, mạng LAN nè, USB, thẻ nhớ, tai nghe nha. Như vậy là tương đối sạch, bây giờ vô bên trong mình quay rõ ràng hơn. Ở bên trong mọi người, màn hình 7390 là màn hình Full HD, Full hiển viền ha. Full HD IPS chống chói, cực kỳ ok. Và bất kỳ trong cái hoàn cảnh nào thì cái 7390 nhìn nó cũng rất là đẹp mọi người. Cái mẫu và cái kiểu dáng nhìn nó không có bao giờ lỗi thời hết. Mẫu thì full viền, xài rất là sướng luôn. Ở bên đây có 7390 nó cũng được ví dường như gần giống như là các X1 Carbon ở bên bên Thinh Bắc vậy đó, xài cực kỳ sướng. Màn đẹp không lỗi làm gì, phím rất là đẹp. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế nha. Dán vào là gõ kiểu quốc tế ok, rất là êm mềm xịn. Góc cạnh bên này thì cũng tương đối sạch đẹp nè, bàn rê chuột thì đẹp rồi, cà rất là sướng. i7 Gen 8, giờ mình báo cái cấu hình cho mọi người nha. 7390 i7 8650 nè mọi người, và đặc biệt là RAM 32GB. SSD là 512 nha, mọi người có thể là nâng SSD lên 1T, 2T gì tùy mọi người đều được hết. Màn đẹp không có lỗi làm gì. Full HD IPS. Màn hình nó chống chói, phủ lớp PS ok lắm luôn. Pin trên 3 giờ kèm sạc zin thì cái con 7390 này là mình thấy là nó hoàn hảo từ đầu tới cuối á. Không có bị xấu quá. Nói chung là máy thì như vậy là cũng tương đối đẹp. Mình không dám đánh giá là đẹp keng, tại vì thực sự ra thì cũng có nhiều con nó còn đẹp keng hơn, cái này thì nó cũng đẹp tương đối. Khó tính quá thì không nói, chứ còn mà mình dễ tính thì thấy cái con này gọi là đẹp rồi đó. B562 là mã mình đặt cho máy, giá 7,5 triệu. Máy kèm sạc zin, pin trên 3 giờ. Ai chốt có thể inbox mình ha. Mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình, rất là đáng đồng tiền luôn mọi người nha.